đây lên màu rồi đen khá đẹp đó. Rồi cái này là em dán ở trên, cái này là nhôm nha. Đó, cái này là phủ bóng nè, em nhìn góc này nó bóng rồi, thấy không đó. Rồi cái này là mới dán thôi, em cạo thử nha, hầu như là nó rất là khó cạo nha. Đó, khử nè, khử nó ra từng miếng thôi. Nói chung là phải khử mạnh lắm nó mới ra. Đây nè, em thấy không? Tại vì cái mảng này mảng rời, còn nếu nào nếu mình phủ bì bao luôn á là nó rất là cứng. Đó, độ bám rất là tốt. Cạo rất là mạnh, dùng móng nè, dùng cái móng nhọn nó mới cạo được. Cái cạo thông thường nó sẽ không ra đâu nha.